Hold up. Ngày mai là 8 tháng 3 rồi, chưa biết tặng mẹ gì cả. Hay là mình đi mua hoa về bán, sau đó lấy số tiền mua quà tặng mẹ. Ok, quyết định vậy đi. The next day. Ok các bạn ơi, hiện tại thì mình đang ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Ok, bây giờ thì mình sẽ vô đây và mình mua hoa hồng đỏ nha. Còn mình không dám mua hoa hồng trắng này, nhìn nó giống như là bắp cải vậy các bạn, nhìn cái màu. Nên là cô ơi, mua hoa. Sao cô đứng cười vậy cô? Cô ơi, cô cho cha người bán đâu hết rồi. Dạ tính tiền. Thôi chắc đem về luôn. Ai mua hoa không? Có ai mua hoa không? Anh ơi, mua hoa giúp em ơi. Anh mua hoa đi, bông rẻ lắm, mấy chục ngàn cành anh. Mấy anh ơi, mấy anh ơi, không ai mua. Nó bông đẹp vậy mà không ai mua gì, trời ơi là trời. Trời ơi, xui quá. Ngày 8 tháng 3 mà không ai mua bông thì mình lỗ vốn mẹ rồi, ăn uống gì để tầm này. Còn ai không? Bông, bông đẹp em. Dạ dạ dạ, anh mua bông anh. Trời ơi. Cho được không? Cho cành nha. Ơi, chưa mở được hàng nữa mà có một thằng có một nại nó vô nó giật của mình cay rồi. Không phải sao rồi. Rồi bông này thì anh có một cành tặng bạn gái nha anh. Là bạn gái yêu thương mình cả đời luôn anh. 20 cành. Đẹp luôn. 20. Có 1.000 mua được. Really nigga. Không anh, đúng 20. Tại vì em vốn của em nó đã là 19.500 rồi. Em bán 20 em lấy lệ có 500 đồng cành anh. Ok, 20 ngàn luôn. Chứ trời, tiền trăm cho bông anh nha. Trời, bao đâu. Không có bao anh ơi. Cầm tay bông hồng có gai mày. Bây giờ bông hồng không có gai chứ bông hồng có gì anh? Không có gai thì làm gì. Ủa sao kỳ vậy? Bông hồng là phải có gai nó mới đẹp, nó mới thơm anh hiểu không? Không ai mua nha. Trời ơi, sáng giờ chưa được cành nữa. Mẹ lỗ vốn mẹ ơi. Anh Winnie ơi, anh mua cành. Một cành bao nhiêu? Một cành 20 ngàn thôi. 20 ngàn hả? Rẻ đúng rồi, tặng bạn gái cũng là thơm, bạn gái yêu mình suốt đời luôn. Nè anh có thể là dùng mua cái cành. Một cành 20. Mua hai cành 21 ngàn không? Cái gì kỳ vậy? Thì thêm cành nữa nha. Không, bậy. Nè một cành 20, hai cành là 40, 20 cộng 20 là 40. Anh tính 20 cộng 21 cành là 21 ngàn chứ. Cũng hợp lý ha. Phải không? Thôi, 21 ngàn luôn đi. 21 ngàn nha. Nè, anh có thể lấy cái bông này nè, 30 tháng 4 mà, 1 tháng 5 nè, rồi chỗ Tổ Hùng Dương nè, rồi Trung Thu nè, anh chỉ cần lấy bông, hai bông này, cảm ơn anh nha. Hai bông này thôi là anh có thể gọi là tặng hết tất cả mọi người luôn. 20 ngàn, mình đã có được đồng tiền đầu tiên rồi các bạn. Hai, một cành 20 ngàn, hai cành 21 ngàn, lề quá rồi con gì. Cuối cùng cũng đã bán được hai bông đầu tiên rồi. Yeah, chắc từ đây tới chiều chắc bán được nhiều nè. Yeah, wow. Anh. Hello sếp. Trời ơi, bông đẹp dữ sếp. Dạ, tất nhiên là bông tươi mới về, hàng mới về. Bông thơm anh. Giá nhiều sếp. Thơm lắm. Bây giờ sếp đi bông giá em đi. Phải bút em nè. Từ từ, để em đi bóp. Trời, bông đẹp quá. Chu trà. Rồi, em mới vừa cập nhật nhà giá cho sếp rồi đó. Lẹ dữ. Ok sếp, giá rẻ quá. Rồi, gọi đưa tiền. Rồi, em gửi sếp nè. Rồi, cảm ơn sếp nha. Rồi, đi. Không lấy bông hả? Cảm ơn sếp nha. Ok. Cảm ơn sếp. Một ngàn nữa đâu, mà có vậy. A few moments later. Anh, mua bông giúp em anh. Bông hồng Đà Lạt thơm lắm anh. Bao nhiêu một cành nha? Dạ 20. Dạ 20 cành tặng bạn gái là hết sảy luôn. Thiệt không? Thiệt. Chắc bạn chưa? Gái là chiều nay là hả dắt bạn gái đi chơi là hả nó đi tới bến luôn với anh luôn, không về luôn. Một cành thôi, chỉ cần một cành thôi anh. Ok, lấy cho anh một cành đi. Đây em lựa cho anh cái cành đẹp nhất nha, thơm nhất nha. Okay, đây đó. Rồi, đẹp cái cành này đẹp nhất nè. 20 ngàn một cành. Dạ đúng. Dạ. Okay. 20 cái này thơm lắm nha anh. Okay. Cái này thơm lắm á. Để em thối tiền cho anh. Tiền thối của em nhiều quá. Đây, em thối anh 180 nha, tại nãy em đưa 200 á. Dạ,
ok thơm thơm quá anh, thơm đi cẩn thận nha anh, thơm thơm lắm anh, đi cẩn thận. À mày bán lời vậy, cầm dài cành nữa là xong rồi. Yes. Vốn bỏ ra 350, ở đây 100 nè, 120, 140, 150. Lỗ mẹ 200 rồi. Lỗ rồi giờ sao ta? Thôi kệ đi, dù gì cũng là 8 tháng 3, chắc đem bông về tặng mẹ. Còn được, thôi kệ đi, đem bông về tặng mẹ. Vậy thôi. Mẹ ơi, nhân dịp 8 tháng 3 thì con không có quà gì để tặng mẹ. Nhưng mà con sáng nay con có đi bán bông á, nhưng mà con còn dư ba cành nè, để con muốn dành món quà này để tặng mẹ. Mẹ biết rồi con.